Xin chào tất cả anh em tiên lữ kỳ duyên nha. Thì hôm nay lại có sự kiện mới và mình sẽ hướng dẫn và nói chi tiết và sẽ trả lời những cái comment của những bạn mà đã thích comment và giải thích cho các bạn hiểu nha. Ok, giờ thì mình nhận quà cái đã. Hàng ngày thì cứ vào thì chúng ta sẽ nhận quà thôi. Các bạn đợi chút xíu nha và mình sẽ nói về sự kiện hôm nay. Thì hôm qua có một bạn hỏi sự kiện cỏ. Thì ở đây nó có rất là nhiều sự kiện luôn. Kho báu nè. Đó. Kho báu thì các bạn bỏ qua đi. Kho báu này thì khó ăn lắm. Sự kiện yêu đương nè. Đó. Tình duyên, bữa nay là sự kiện yêu đương tình duyên là thứ nhất nè, hoa cỏ rồi đó, các thứ. Thì các bạn có thích hoa, thích cỏ đó thì chúng ta sử dụng và chúng ta lấy được rất là nhiều đồ nha. Và gương và bảo khố nè. Đó. Bảo khố này rất là đơn giản là chúng ta tích kim nguyên bảo. Mình đã nói từ video trước rồi. Đó. Các bạn tích kim nguyên bảo thẻ nạp để chúng ta ăn cái sự kiện mà gọi là đồng khố này. Bây giờ mình sẽ mua búa để mình đập. Đó, rất là đơn giản luôn. Các bạn mua vừa đủ thôi nha. Các bạn đừng có mua mà cho nó lắm vào. Đó. Rất là nhiều đồ nha các bạn. Sự kiện đồng khố 2 nè. Khố đồng 2 nè. Thì các bạn cũng đập thôi. Đập để chúng ta lấy nhiều cái đồ nha các bạn. Đó. Đập vừa đủ thôi, các bạn đừng có đập dư. Đập dư thì nó phí kim nguyên bảo của chúng ta. Đừng nhớ là vậy. Bạn mua thì các bạn đập. Đó, rất là nhiều. Đừng có mua mát nha, mua từ từ thôi. Chúng ta đập nó 20 đó. Ví dụ là vậy. Đập tiền nổ ra đồ thôi các bạn. Đó, gan dôi nè. Được, tôi muốn. Mình cứ đập hết để mình lấy đồ các bạn. Đây đây nó khá là nhiều đồ nữa. Các bạn cứ đập hết cho mình nha. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ô. 6 ô là 12. Mình sẽ mua đúng 12 nha. Đó, nó cho búa rất là nhiều luôn. Ở đây có hai búa nè. Đập ở giữa. Hay đôi khi nó ra đồ hơn sao ha các bạn. Đó, tạm thời mình đập như vậy. Mình thoát ra. Mình kích hoạt cái đã. Con này là con báo trắng, con báo đen. Rất là đẹp. Cấp lì xì. Rồi, sự kiện thứ hai đó là sự kiện hoa cỏ. Hoa cỏ này là có một bạn đã nói với mình thì hôm nay nó đã ra sự kiện hoa cỏ nhưng mà ở là S81 của mình nha. Của bên server của bạn thì thế nào nó cũng sẽ ra thôi. Đó, sẽ gọi hoa cỏ. Còn hoa cỏ này chút xíu mình sẽ nói là các bạn nên đổi cái gì nha. Và đây là búa. À, găng tay, giày dép này kia thì mình cũng không có càng. Tại vì mình đủ hết rồi. Và ba cái viên kết tinh ma, kết tinh tiên này thì thần khí này thì các bạn không cần phải đổi. Chúng ta cần đổi ở đây đó là tầm long. Các bạn đổi hết tầm long cho mình để chúng ta tích vào sự kiện tầm long tiếp theo nha các bạn. Đó, các bạn cứ đổi hết tầm long cho mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nha để chúng ta vừa ăn sự kiện mà chúng ta vừa được tích đồ. Đó, tầm long nếu mà còn dư á, dư như thế này á thì đây là quần áo 4 sao 3 sao rồi đó. Chung thì cái này nó cũng không quan trọng các bạn à. Quan trọng nhất là chúng ta coi cái nào gương trang đỏ bảo vệ thì không cần đổi chi. Và cái này thì mua được hết, mình mua được hết nha. Và mình quyết định là mình đổi tiên ma đó, đổi hết cho mình. Sau khi đổi xong ở đây nó có cái phần tích nạp nữa, nó rất là nhiều sự kiện.
hòa bằng hoa cỏ này á, thì chúng ta sẽ đổi cái gì các bạn biết không? Đổi thủy tinh quạng năng cho mình. Các bạn lưu ý nha, đổi thủy tinh quạng năng. Thực chất thủy tinh quạng năng kiếm rất là khó nha các bạn. Lâu lâu nó có sự kiện cái đổi bàn đổi full cho mình, để chúng ta tích được thủy tinh quạng năng chúng ta ghép đồ nha. Còn mấy cái búa này á, các bạn không cần phải ấy, chút xíu rồi nó sẽ tặng cho các bạn sao. Chúng ta cứ đổi hết thủy tinh quạng năng cho mình. Còn cái bạn mà nói về sự kiện cỏ ba lá thì nó sẽ ra rất là nhiều sự kiện cỏ ba lá, nên là bạn cứ yên tâm nha. Đó, để mình cướp đi xì hết cái đó. Ở đây thì mình đang ở tộc phê nha các bạn. Tộc phê thì mình vừa ăn sự kiện mà mình vừa tích đồ, mình dẫn lên lực chiến nha các bạn, chứ không phải là không lên. Nhiều bạn nói bình luận nói là cứ tích vào thì là còn cái nịch. Nhưng mà xin lỗi bạn đi, sự kiện nhiều, cái sự kiện nó sẽ ra, nó xây theo từng, cho nên là bạn cứ yên tâm mà bạn ăn sự kiện chứ không có gì hết. Lực chiến mình á, thì nó vẫn lên đều, chứ không phải là nó không lên. Đó, mình lên vẫn đều đều lực chiến thôi các bạn. Bữa hổm mình là 27 nè, 29 nè, hôm nay là mình 31, và bữa nay nữa là sẽ là 32. Một ngày như vậy á, mình lên khá là nhiều lực chiến. Mình vừa ăn được sự kiện mà mình vừa lại được tích đồ nữa, phá giá khá là ngon rồi. Chỉ cần chúng ta chơi game, chúng ta mua hai gói thần thượng thôi, thần tôn nè, thần tôn và thần thượng, để chúng ta tích tích ngọc mỗi ngày đó. Thì ở đây nó có sự kiện hoa đúng không, thì mình sẽ lấy hoa ra để chúng ta ăn sự kiện hoa. Ở đây mình tích rất là nhiều đồ, chứ không phải riêng về cái tầm long hay là cái này cái kia. Mình tích rất là nhiều, tích để mình ăn sự kiện lần sau, tăng khá là nhiều lực chiến nha các bạn. Đó, đây là, và mình sẽ lấy hoa ra mình ăn sự kiện hoa. Để ăn sự kiện hoa thì các bạn coi người tình của mình nó có còn chơi game hay không nha. Nếu mà người mà trong game của bạn á, để tặng hoa mà nó nghỉ game, thì các bạn nên tạo một cái đội mới để chúng ta tặng hoa lẫn qua lại để ăn cái sự kiện này. Sự kiện cuối tuần này thì nó nói chung ở đây thì nó thủy tinh quạng năng, thì chúng ta đổi những cái thứ này đây. Nhưng mà các bạn đừng có đổi. Rồi gom chữ nữa nè. Ok, khá là nhiều đúng không các bạn? Và lực chiến lên thì đây S2 nữa, nhân đôi S nữa. Quá là tuyệt vời rồi cho cái sự kiện lần này. Điểm lên. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm sự kiện cáo khổ đó. Thì ở đây thì nó sẽ rơi vào khoảng là ba búa đó, mình sẽ mua cho vừa đủ thôi để chúng ta đập. Nên là các bạn cứ yên tâm thôi, ra khá là nhiều sự kiện cho chúng ta ăn. Bởi vì cái mình nói với các bạn là cái gì cũng phải tích, và lực chiến của các bạn nó vẫn lên đều, vẫn giữ được đều cái lực chiến cho các bạn, chứ không phải là riêng nó bị thọt hay là cái này kia đâu nha các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm về điều đó. Các bạn đọc hết cho mình nha, để chúng ta lấy đồ. Đôi khi nhiều bạn cứ bảo là đọc nhiều được rồi, lấy đồ làm gì, nhưng mà rất là sai nha. Sai. Đó, chúng ta đập, chúng ta lấy rất là nhiều đồ, các bạn thấy không? Như ở đây mình đập, mình lấy hết nè. Đó, cứ đập lấy hết cho mình. Và tiếp theo là cái con bếp mua mát là 100, nhưng mà mình không có mua 100 các bạn ạ. Mua thôi.
để khéo nó lại bị dư đó. Khá là nhiều đồ thấy không, đồ chúng ta lại được đổi những thứ mà không tôi mua lại đó. Rất là nhiều thứ nha, mình tích kim nguyên bảo rất là nhiều, mình vừa được năng lực chiến mà mình vừa được đấu đồ nữa, đấu đồ trên bang các bạn, trên bang dân tộc á, khá là hay nha. Đó ra khá là nhiều nè, thuốc trị thuốc tu luyện nữa nè, bữa nay nhân đôi mà được thuốc tu luyện, nãy giờ mình kiếm được kha khá cũng thuốc tu luyện rồi đó các bạn. Đó còn cái phần này á, cái búa này á, thì chúng ta phải mua bằng kim bảo, mình khuyên các bạn là đừng, chúng ta có thì chúng đập ở giữa này, như thế này, lỡ không may mắn thì nó sẽ ra đồ nha. Đó, chúng ta cứ đập ở giữa này. Còn mấy cái này là nó bắt mình phải mua đó, rồi mình sẽ kích hoạt cái cánh này, rồi mình cũng không có mặc cánh làm cái gì các bạn ạ. À, đây có đây, kích hoạt con này và mình mặc con này vào để nó giúp cho mình hưởng như thật nhiều watt nữa các bạn, khá là nhiều thấy không, rất là ngon cho cái sự kiện lần này nha các bạn. Các bạn vừa tích được mà các bạn vừa được năng lực chiến nữa, nên là các bạn cứ yên tâm. Ok, video đến đây là hết, chúc các bạn một ngày vui nha. Các bạn cứ thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại comment bên dưới và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ từ chi tiết một nha. Ăn sự kiện làm sao để chúng ta có thể tăng lực chiến là như vậy đó. Thì hoa cỏ thì các bạn đôi khi các bạn đổi búa, búa thì nó không có hay cho lắm, chúng ta cứ đổi hết thủy tinh hoàng năng cho mình để chúng ta úp lực chiến từ từ, đập đồ chúng ta ghép đồ nó rất là đơn giản, chứ không có thủy tinh hoàng năng thì các bạn không lên được lực chiến đâu các bạn ơi. Các bạn đập cây búa này các bạn mở ra được một cái con bét, một cái con đâu rồi, để mình quay trở lại cái khố đó. Các bạn đổi những cái búa như thế này, các bạn đập ra cái gương, gương này nó là gương chung bảo vệ thì nó không tăng được bao nhiêu lực chiến hết, nên là các bạn suy nghĩ cho kỹ nha, như những cái này thì nó đâu có tăng được bao nhiêu lực chiến cho chúng ta đâu đó. Cho nên mình yêu cầu, mình khuyên các bạn nên đổi thủy tinh hoàng năng hết cho mình đó, đổi càng nhiều thì lực chiến các bạn sẽ lên càng nhiều nha. Chúng ta úp lực chiến chứ không phải chúng ta mua đồ trang sức cho nó đẹp nha các bạn. Các bạn cứ làm theo cho mình thì các bạn sẽ có được một cái lực chiến đáng kể để chúng ta đi săn boss không bị những người khác nó tranh nha.